Thưa quý vị và các bạn, quá trình hội tụ gió ở các mực khí quyển trên cao khu vực Bắc Bộ đã suy yếu nên đêm qua mưa dông đã giảm hẳn, chỉ còn xuất hiện ở một vài nơi, tập trung tại khu vực vùng núi và lượng mưa thì cũng không nhiều. Dự báo từ nay đến ngày 26 tháng 7, tức Chủ nhật tuần này, thời tiết tại các tỉnh thành thuộc khu vực Bắc Bộ ít có sự biến động. Những cơn mưa rào và dông chỉ xuất hiện mang tính chất địa phương vào thời điểm chiều tối, đêm và sáng trong khoảng thời gian ngắn nên lượng mưa nhìn chung là không nhiều. Nhiệt độ thấp nhất về đêm dao động trong khoảng từ 26 đến 30 độ. Riêng khu vực vùng núi nhiệt độ trong khoảng 24 đến 27 độ. Ban ngày nắng vẫn lên đều ở hầu hết các nơi trên khu vực với cường độ nắng mạnh vào khoảng thời gian trưa và chiều. Nền nhiệt độ có sự khác biệt giữa các vùng miền trên khu vực. Ở vùng núi và khu vực ven biển, nhiệt độ cao nhất trưa chiều phổ biến từ 33 đến 35 độ. Riêng phần phía Nam Sơn La, Hòa Bình, các tỉnh Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, bao gồm cả thủ đô Hà Nội, tiết trời nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày duy trì ở mức 35 đến 37 độ. Đến với các tỉnh ven biển miền Trung, từ nay đến hết tuần, thời tiết vẫn duy trì trạng thái là ít mưa, nắng nhiều và nền nhiệt sẽ tăng cao. Cụ thể với các tỉnh từ Thanh Hóa, Nghệ An trở vào đến Bình Định và Phú Yên, trong ngày trời có nắng từ sáng đến chiều muộn với thời gian nắng có thể lên đến trên 10 tiếng đồng hồ và thời điểm cường độ nắng mạnh nhất là khoảng từ 12 đến 16 giờ. Tình trạng nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức từ 35 đến 38 độ. Riêng vùng núi phía tây khu vực như là Tương Dương, Đô Lương, Quỳ Hợp, Hương Khê vẫn còn nắng nóng gay gắt, mức nhiệt từ 39 cho đến 40 độ. Cùng với sự tăng cao của nền nhiệt độ là sự giảm thấp của độ ẩm không khí nên nguy cơ xảy ra hỏa hoạn là rất cao. Quý vị và các bạn cần hết sức cảnh giác đề phòng cháy nổ, nhất là với những cánh rừng ở phía tây khu vực khi mức độ cảnh báo đã là rất nguy hiểm. Ở phía nam, các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận thời tiết ít biến đổi với những cơn mưa xuất hiện rải rác vào cuối ngày. Còn trong ngày, cường độ nắng là không quá mạnh nên nhiệt độ phổ biến dưới ngưỡng nắng nóng đạt từ 31 đến 33 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong đêm nay và ngày mai mưa có xu hướng gia tăng. Những cơn mưa đến sớm hơn vào buổi chiều và cục bộ có nơi xảy ra mưa dông mạnh, lượng lớn kèm theo đó là hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy, gió giật mạnh khá nguy hiểm. Quý vị cần chủ động tìm nơi tránh trú nếu có dấu hiệu xảy ra dông mạnh. Ban ngày trời có nắng với cường độ vừa phải, nhiệt độ ban trưa dao động xung quanh ngưỡng từ 28 đến 31 độ ở vùng cao nguyên và từ 30 đến 33 độ với khu vực Nam Bộ. Tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết trong 3 ngày tới cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ, từ ngày 24 đến ngày 26, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng khu vực Nam Sơn La và Hòa Bình có nắng nóng. 3 ngày tới nhiệt độ trong khoảng từ 33 đến 36 độ, riêng Nam Sơn La, Hòa Bình có nơi nhiệt độ cao hơn. Phía Đông Bắc Bộ, 3 ngày tới chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, khu vực Đồng Bằng và Trung Du có nắng nóng. Nhiệt độ 3 ngày tới từ 34 đến 37 độ. Đối với các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, từ ngày 24 đến ngày 26, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, mức nhiệt ở ngưỡng cao, dao động từ 35 đến 38 độ, vùng núi có nơi nhiệt độ cao trên 39 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, từ ngày 24 đến ngày 26, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ ở phía Bắc và từ 31 đến 33 độ tại khu vực phía Nam. Tây Nguyên từ ngày 24 đến ngày 26, ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Phía Nam cục bộ có mưa vừa đến mưa to và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ ban trưa sẽ không vượt quá ngưỡng 31 độ. Khu vực Nam Bộ 3 ngày tới, ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa vừa đến mưa to và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất ngày dao động từ 30 đến 33 độ. Trở ra thủ đô Hà Nội, 3 ngày tới chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, khu vực Đồng Bằng và Trung Du có nắng nóng, nhiệt độ 3 ngày tới từ 34 đến 37 độ. Chuyển sang thời tiết biển, tại khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió hướng Đông đến Đông Nam duy trì mức cấp 3, cấp 4, tình trạng biển ổn định, thuận lợi cho mọi hoạt động hàng hải. Còn tại khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa, gió có cường độ yếu trong 2 ngày tới, sau ở mức trung bình. Mưa dông vẫn xuất hiện rải rác, đặc biệt là về cuối ngày, khiến tầm nhìn xa giảm 4 đến 10 km trong mưa. Đề phòng trong cơn dông, dễ có lốc xoáy và gió giật mạnh.
Thưa quý vị, tại miền Bắc những ngày vừa qua, do ảnh hưởng của hội tụ gió trên mực 5.000 m nên khu vực vùng núi Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang hay là Yên Bái là những nơi mưa dông tập trung mạnh mẽ nhất. Tình trạng lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng khiến cho đời sống của bà con nơi đây gặp rất nhiều khó khăn. Sáng đến ngày hôm nay thì do hình thế gây mưa suy yếu, mưa tuy chưa dứt hẳn nhưng đã giảm nhanh về lượng nên bà con có thể khắc phục dần hậu quả do mưa lớn để lại. Các khu vực còn lại của Bắc Bộ thì thời tiết cũng quay trở lại trạng thái nắng nhiều cùng nền nhiệt gia tăng từng ngày. Dự báo trong ngày hôm nay, nhiệt độ trưa chiều sẽ ở ngưỡng từ 34 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ, ngày nắng nóng. Theo nhận định của các chuyên gia thời tiết thì cường độ nắng nóng sẽ có xu hướng tiếp tục gia tăng và kéo dài đến những ngày cuối tuần này. Dự báo tại khu vực Trung Bộ trong ngày hôm nay, các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế phổ biến nhiệt độ trưa chiều trong khoảng là 35 đến 38 độ, vùng núi phía Tây từ 38 đến 40 độ đạt ngưỡng nắng nóng gay gắt. Bà con nơi đây tiếp tục đối mặt với chuỗi ngày nắng nóng kéo dài nên việc sử dụng tiết kiệm nguồn nước tưới tiêu, sinh hoạt hay là tiết kiệm điện để phòng chập cháy do quá tải điện là rất cần thiết. Còn tại khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, thời tiết có phần dễ chịu hơn phía bắc của khu vực Trung Bộ bởi có sự xuất hiện của những hình thế gây mưa do nhiễu động từ ngoài biển đẩy vào. Mặc dù lượng mưa không nhiều, chỉ xuất hiện rải rác về chiều tối và tập trung chính tại các tỉnh từ Phú Yên trở vào đến Bình Thuận, nhưng cũng khiến cho nhiệt độ toàn khu vực không quá cao, dao động trong khoảng từ 33 đến 35 độ, phía bắc có nơi chạm ngưỡng là 35 đến 37 độ. Các tỉnh thành phía Nam thuộc Tây Nguyên và Nam Bộ cũng chịu tác động của nhiễu động từ biển đẩy vào nên mưa dông cũng có xu hướng gia tăng hơn trong ngày hôm nay. Và không loại trừ có những điểm đạt lượng mưa vừa có nơi mưa to kèm theo dông sét và gió giật mạnh nên người dân cần hết sức lưu ý, đặc biệt là đối với bà con vùng cao Tây Nguyên. Do có mưa nhiều hơn nên ban ngày nhiệt độ cũng sẽ không quá cao, phổ biến vào khoảng từ 28 đến 31 độ có nơi cao hơn tại Tây Nguyên và từ 30 đến 33 độ tại các tỉnh thành Nam Bộ. Cụ thể ngày hôm nay, thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau. Thưa quý vị và các bạn, nắng xuất hiện khá sớm trong ngày hôm nay tại thủ đô Hà Nội. Bởi vậy, khi lưu thông vào khung giờ cao điểm thì nhiệt độ đã vào khoảng là 29 đến 31 độ. Đến trưa chiều thì mức nhiệt dần đạt ngưỡng là 36 độ, cảm giác oi bức rõ rệt hơn. Do vậy, các vật dụng chống nắng dày dặn, kính mát là những thứ không thể thiếu khi tham gia lưu thông vào thời điểm này. Ngoài ra, quý vị cũng nên hạn chế lưu thông vào thời điểm từ 11 giờ trưa đến 14 giờ là cường độ nắng diễn ra mạnh mẽ nhất trong ngày. Thời tiết tại thành phố Việt Trì cũng có nhiều điểm tương đồng với thủ đô Hà Nội khi cùng nằm chung trong xu thế tăng nhiệt của miền Bắc. Bởi vậy, nhiệt độ trưa chiều trong ngày hôm nay tại đây sẽ chạm ngưỡng là 36 đến 37 độ, nắng gắt. Nên nếu phải làm việc ngoài trời trong thời gian này thì người dân cần che chắn cẩn thận và uống nhiều nước cũng góp phần hạn chế tình trạng mệt mỏi và say nắng. Về chiều tối, nhiệt độ giảm dần xuống ngưỡng là 27 đến 29 độ, thời tiết dễ chịu hơn. Đến với thành phố du lịch Đà Nẵng, ngày hôm nay trời nắng với nhiệt độ vào khoảng là 27 cho tới 36 độ. Mức độ nắng không gay gắt như các tỉnh thành phía Bắc của Trung Bộ, nên nhìn chung thời tiết vẫn tương đối ủng hộ cho các hoạt động tham quan ngoài trời hay là tắm biển của du khách khi ghé thăm nơi đây. Về chiều tối thì khả năng xuất hiện những cơn mưa rào nhẹ, lượng mưa không quá nhiều và kết thúc nhanh nên phần nào giúp cho thời tiết dịu mát hơn về tối muộn. Thời tiết tại thành phố Nha Trang cũng không khác biệt quá nhiều so với thành phố Đà Nẵng. Điểm khác lớn nhất có lẽ là nhiệt độ tại đây hầu như luôn dịu mát và ngày hôm nay cũng không là ngoại lệ. Nhiệt độ trưa chiều được dự báo sẽ không vượt quá ngưỡng 33 độ. Thêm vào đó là những cơn mưa xuất hiện nặng hạt hơn về chiều tối khiến cho nhiệt độ về đêm chỉ ở ngưỡng là 26 đến 27 độ, trời mát mẻ. Cũng chung hình thế gây mưa của khu vực Tây Nguyên nên thời tiết tại thành phố Buôn Ma Thuột trong ngày hôm nay không chỉ chiều tối mà ban ngày cũng có sự xuất hiện xen kẽ của những cơn mưa rào. Do vậy, nhiệt độ tại thành phố sẽ chỉ dao động xung quanh ngưỡng 31 độ. Tuy nhiên, lưu ý về chiều tối thì lượng mưa nhiều hơn kèm theo sấm sét, gió mạnh nên người dân cũng cần cảnh giác khi lưu thông vào thời điểm này. Dừng chân tại thành phố Hồ Chí Minh, ngày hôm nay thời tiết cũng không có quá nhiều khác biệt. Có chăng những cơn mưa về chiều tối cũng có xu hướng nhiều hơn trong hôm nay và ngày mai, nên nhiệt độ trong hai ngày này sẽ dễ chịu hơn. Cao nhất ngày dao động xung quanh ngưỡng 33 độ. Về chiều tối, nhiệt độ vào khoảng là 26 cho tới 28 độ.